Mass Mobile chuyên cung cấp các mặt hàng iPhone giá rẻ, chế độ bảo hành chuyên nghiệp, thời gian lâu dài, linh kiện chính hãng, hãy đến Mass Mobile. Chào mừng anh em đã quay trở lại với X-Studio. Có thể thấy là trong thời tiết mùa hè oi bức như thế này thì nhu cầu du lịch của chúng ta là rất lớn. Và sẽ rất tốt nếu chiếc điện thoại đi kèm của bạn vừa mạnh mẽ, vừa có pin khủng. Với một thực tế là các điện thoại cao cấp mới ra mắt hiện đã hạ giá ít nhiều và có mức đáng giá tương đương nhau, thì việc tốt nhất chúng ta có thể làm là lựa chọn những chiếc điện thoại pin trâu nhất cho bản thân mà thôi. Và ngay sau đây, X-Studio sẽ gợi ý tới các bạn một số mẫu flagship có pin được đánh giá là tốt nhất trong phân khúc cao cấp để cùng tham khảo và lựa chọn nhé. Ở vị trí đầu tiên là chiếc iPhone XR. Có thể với nhiều anh em thì đây không hẳn là một chiếc điện thoại flagship, nhưng với mức giá vẫn loanh quanh là từ 15 đến 20 triệu đồng thì chiếc iPhone XR vẫn có thể đứng chung mâm với hầu hết các flagship khác trên thị trường và cũng là chiếc điện thoại có pin tốt nhất mang thương hiệu Apple mà bạn có thể tìm ở thời điểm này. Chiếc iPhone XR chỉ có pin là 2942 mAh nhưng cho thời gian sử dụng tương đối lâu, tương đương 15 giờ 3 phút gọi điện thoại, 13 giờ 4 phút lướt web và 15 giờ 8 phút xem video. Máy cũng được hỗ trợ sạc nhanh 15W. Thứ hai là chiếc iPhone XS Max. Với giá bán chỉ từ hơn 17 triệu đồng tại Max Mobile thì chiếc iPhone XS Max có thể coi là chiếc iPhone cao cấp nhất có pin tốt mà bạn tìm được trong mùa hè này. iPhone XS Max có thời lượng pin nhỉnh hơn 1 giờ so với iPhone XR, dù pin lớn hơn 3174 mAh. Máy có khả năng gọi điện thoại 16 giờ 8 phút, lướt web 11 giờ 6 phút và chơi video liên tục 13 giờ 43 phút. iPhone XS Max là mẫu iPhone lớn nhất Apple từng giới thiệu. Sản phẩm dùng màn hình OLED, kích thước 6,5 inch, độ phân giải 2688x1242. Các tính năng như là cảm ứng lực 3D Touch, thiết kế tai thỏ vẫn được giữ nguyên. Máy được trang bị chip A12 Bionic và hỗ trợ chống nước chuẩn IP68. Ở vị trí thứ 3 là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 ra mắt vào năm ngoái nhưng vẫn có thời gian sử dụng pin rất tốt, tương đương là 28 giờ 13 phút thoại, 12 giờ 36 phút lướt web và 16 giờ 45 phút coi video. Máy có pin 4000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Màn hình của Galaxy Note 9 có kích thước là 6,4 inch, có hệ thống camera kép độ phân giải 12 megapixel với khả năng thay đổi khẩu độ ở hai mức là f1.5 hoặc là f2.4 và một camera tele. Bút S Pen mới có nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều vì được tích hợp Bluetooth, cho phép người dùng sử dụng như điều khiển từ xa để chụp ảnh, điều khiển file thuyết trình. Sản phẩm chính hãng có hai tùy chọn, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ là 128GB và RAM 6GB và phiên bản cao cấp hơn với bộ nhớ lên tới 512GB và RAM là 8GB. Chuyển sang vị trí thứ tư, đó là chiếc Huawei P30 Pro. Khá khen cho Huawei khi mà công ty Trung Quốc đã được quay trở lại sân chơi Android nên các điện thoại của họ sẽ tiếp tục được đánh giá cao. P30 Pro là chiếc smartphone cao cấp nhất của Huawei và có thời lượng pin rất ấn tượng khi có thể trụ được tới 22 giờ 38 phút thoại, 13 giờ 52 phút lướt web và 16 giờ 22 phút chơi video. Máy có pin là 4200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W nếu dùng dây và 15W cho sạc không dây. Điện thoại này sử dụng tấm nền OLED kích thước là 6,47 inch, độ phân giải Full HD+. Đây là smartphone đầu tiên của Huawei có 4 camera sau do Leica phát triển. Về phần cứng, P30 Pro được trang bị chip xử lý Kirin 980, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Thứ 5 là chiếc Asus Zenfone 6. Đây chính là chiếc smartphone có pin lớn nhất trong phân khúc cao cấp với dung lượng pin lên tới là 5000 mAh. Asus Zenfone 6 nổi bật với cụm camera xoay lật cực độc, dù chỉ là camera kép và cũng là chiếc flagship có camera ít ống kính nhất thế giới hiện nay. Bù lại thì chiếc Zenfone 6 lại có hiệu năng rất tốt, thiết kế đẹp, chắc chắn cùng mức giá bán rất phải chăng, chỉ từ $499, tức là hơn 10 triệu đồng. Thứ 6 là chiếc Oppo Reno. Mẫu smartphone cao cấp của Oppo có pin dung lượng là 4065 mAh và hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0. Theo GSM Arena, mẫu smartphone này có pin tương đương 36 giờ gọi điện thoại, 14 giờ 19 phút khi lướt web và gần 20 giờ nếu xem video. Đây là thời lượng sử dụng pin tốt nhất trong số các smartphone cao cấp tại Việt Nam. Reno là dòng smartphone mới của Oppo, trong đó bản cao cấp là Reno 10X Zoom Edition có màn hình là AMOLED kích thước lên tới là 6,6 inch với thiết kế không tai thỏ và cảm biến vân tay dưới màn hình. Model này thuộc nhóm smartphone Android mạnh nhất khi sử dụng chip Snapdragon 855, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Oppo Reno được trang bị công nghệ zoom hybrid 10X với khả năng zoom số 60X với ống kính tiềm vọng là 13 megapixel. Camera chính của máy đạt độ phân giải là 48 megapixel và camera còn lại có góc siêu rộng 8 megapixel. Cụm camera phía trước được thiết kế thu thò dạng vây cá. Sản phẩm có giá là 20,99 triệu đồng.
Và cuối cùng ở vị trí thứ 7 là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 cộng với pin 4100 mAh cho thời lượng pin tương đương 24 giờ gọi điện, 11 giờ 49 phút lướt web và 14 giờ 53 phút xem video. Tương tự Galaxy Note 9, máy hỗ trợ sạc nhanh 15W cho cả công nghệ có dây và không dây. Sản phẩm này được trang bị màn hình Infinity O, tấm nền Super AMOLED, độ phân giải 6,4 inch với cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Galaxy S10 cộng có tới 3 camera phía sau. Camera chính có độ phân giải là 12 megapixel f1.5 hoặc là f2.4, góc rộng 77 độ. Camera thứ hai cho chụp chân dung telephoto với cảm biến là 12 megapixel, khẩu độ f2.4, góc rộng 45 độ. Camera cuối cùng là điểm mới của dòng Galaxy S10 với ống kính góc siêu rộng 123 độ, cảm biến 16 megapixel, máy hỗ trợ chống zoom quang học OIS, ba ống kính tương đương mức zoom là 0.5x và 2x cùng zoom số tối đa là 10x. Máy dùng chip xử lý Exynos 9820, RAM 8GB và bộ nhớ là 128GB. Ngoài ra, Samsung còn sản xuất phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 512GB cùng bản cao cấp nhất với hai màu trắng đen bằng chất liệu gốm với RAM 12GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Và đó là 7 chiếc flagship mà theo Xtudio đánh giá là có pin trâu và giá tốt nhất ở thời điểm bây giờ. Anh em đi tham khảo nếu muốn mua nhé. Và vậy thôi, nếu em cảm thấy video này hữu ích, nhớ bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng Xtudio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.